Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ngọc Lặc. Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo huyện thắp hương dâng hoa tại chi bộ Bắc Sơn, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của huyện và nhà sàn truyền thống huyện nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 2015. Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc chúc mừng huyện ủy Ngọc Lặc nhân ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2. Lễ đón nhận quân nhân hoàn thành nhiệm vụ trở về xây dựng quê hương. Tin về một số các hoạt động khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2015, sáng nay ngày mùng 3 tháng 2 năm 2015, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội do đồng chí Lại Thế Nguyên, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, bí thư huyện ủy Ngọc Lặc dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa tại chi bộ Bắc Sơn, tiền thân Đảng bộ huyện Ngọc Lặc, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và nhà sàn truyền thống của huyện. Với lòng biết ơn vô hạn đối với các đồng chí lão thành cách mạng, những con người đã có công sáng lập và gây dựng nên chi bộ Bắc Sơn, tiền thân của Đảng bộ huyện Ngọc Lặc, đoàn đại biểu bày tỏ sự biết ơn sâu sắc, cảm phục tấm gương mẫu mực về tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng kiên cường, khí phách hiên ngang, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân của các đồng chí. Các đồng chí đã để lại cho thế hệ hôm nay bài học quý giá về lý tưởng cách mạng, nhiệt huyết cách mạng, vì Tổ quốc, vì nhân dân, sẵn sàng hy sinh lợi ích, hạnh phúc của cá nhân. Tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện, các đại biểu đã đặt vòng hoa và thành kính thắp nén tâm nhang. Các thành viên trong đoàn đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ sự hy sinh, những công lao to lớn của các chiến sĩ và thắp hương ở từng phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây. Tại nhà sàn truyền thống của huyện, các đồng chí lãnh đạo huyện đã thành kính nghiêng mình dâng hoa và thắp hương kính viếng anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ sự biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người trọn đời hy sinh vì sự nghiệp cứu nước và giải phóng dân tộc. Trước anh linh các vị tiền bối, các đồng chí lãnh đạo huyện hứa thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, đưa đất nước và quê hương ngày càng phồn vinh và phát triển giàu mạnh như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn. Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2015, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc do đồng chí Ngô Tiến Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng huyện ủy Ngọc Lặc. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, huyện Ngọc Lặc đã có những chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Phát huy những truyền thống đạt được trong 85 năm qua, huyện ủy Ngọc Lặc tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Chúc mừng những kết quả đã đạt được của huyện ủy nhân ngày thành lập đảng. Ủy ban nhân dân huyện đã tặng huyện ủy lãng hoa tươi thắm. Trong không khí toàn đảng toàn dân ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đúng ngày 3 tháng 2, các đồng chí đảng viên xã Lộc Thịnh nô nức về dự lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại buổi lễ kỷ niệm, các đảng viên đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của đảng ta trong 85 năm xây dựng và trưởng thành. Thực tiễn 85 năm qua đã khẳng định, sự lãnh đạo đúng đắn của đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Với truyền thống yêu nước, cách mạng, dưới sự lãnh đạo của huyện ủy trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Lộc Thịnh đã gặt hái được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, kinh tế xã hội phát triển toàn diện, an ninh quốc phòng được đảm bảo. Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng, Đảng bộ xã Lộc Thịnh trao giấy khen cho 4 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và 20 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014. Vừa qua tại Trung tâm Hội nghị huyện Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc đã trang trọng tổ chức lễ đón nhận quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương. Dự tại buổi lễ có đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Tham gia buổi lễ còn có đại diện các ban xây dựng đảng của huyện ủy, các đồng chí ban chỉ huy quân sự huyện, lãnh đạo các công ty xuất khẩu lao động, trường dạy nghề trong tỉnh, chỉ huy trưởng các xã thị trấn, thân nhân các gia đình quân nhân. Trong đợt ra quân lần này, huyện Ngọc Lặc có 200 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Các đồng chí đã phát huy truyền thống quê hương, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đơn vị giao. 100% các đồng chí đều hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trong đó có những đồng chí hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự và được đơn vị khen thưởng.
Tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đã phát biểu chúc mừng các đồng chí quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ trở về quê hương. Đồng thời, đồng chí đã thông tin nhanh bức tranh toàn cảnh về tình hình kinh tế xã hội năm 2014 cho các đồng chí quân nhân nắm rõ. Và đồng chí cũng đã định hướng cho các đồng chí quân nhân xuất ngũ đợt này nhiều giải pháp thiết thực trong lựa chọn ngành nghề, tham gia xuất khẩu lao động và học nghề để tiếp tục có những đóng góp xây dựng quê hương giàu đẹp. Tại buổi lễ, các công ty xuất khẩu lao động và các trường dạy nghề cũng đã tư vấn cho các quân nhân biết cách lựa chọn ngành nghề cũng như tham gia đi xuất khẩu lao động. Ngày 1 tháng 2 tại xã Minh Sơn, đại diện Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup phối hợp với báo Tiền Phong, tỉnh đoàn Thanh Hóa, huyện Đoàn Ngọc Lặc tổ chức trao quà cho người nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai xã Minh Sơn và Minh Tiến. Dự tại buổi lễ có đồng chí Bùi Huy Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, đại diện các nhà tài trợ, tỉnh đoàn Thanh Hóa, huyện Đoàn Ngọc Lặc và đại diện hai xã nói trên. Trong buổi lễ trao quà, đại diện của nhà tài trợ, tỉnh đoàn Thanh Hóa và đồng chí Bùi Huy Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, đã trao 300 suất quà cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn của hai xã Minh Sơn và xã Minh Tiến, mỗi suất quà gồm một túi quà, bánh kẹo và 400.000 đồng tiền mặt. Món quà Tết không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn có ý nghĩa về tinh thần, sẽ được đến tận tay từng hộ gia đình nghèo. Tại lễ trao quà ở huyện Ngọc Lặc, bà Bùi Bích Thùy, đại diện Quỹ Thiện Tâm cho hay, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách nhằm chia sẻ với những gia đình nghèo có điều kiện vui xuân đón Tết Ất Mùi năm 2015, Quỹ Thiện Tâm tổ chức chương trình tặng quà Tết tại các tỉnh, thành phố trong cả nước với hơn 80.000 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng được trao tận tay món quà Tết này tới hơn 300 hộ nghèo của hai xã Minh Sơn và xã Minh Tiến của huyện Ngọc Lặc. Thay mặt báo Tiền Phong, ông Tô Nam, Ủy viên Ban biên tập báo Tiền Phong cho biết, đây là năm thứ 3 liên tiếp Quỹ Thiện Tâm phối hợp với tỉnh đoàn Thanh Hóa trao quà Tết cho các hộ nghèo ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi mong muốn qua món quà này gửi lời chia sẻ với người nghèo vượt qua khó khăn trong cuộc sống, đón Tết cổ truyền đầm ấm hạnh phúc. Thay mặt cho huyện Ngọc Lặc, ông Bùi Huy Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, cảm ơn sự chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn ở huyện Ngọc Lặc của các đơn vị trong chương trình trao quà Tết của người nghèo. Chúng tôi hy vọng người nghèo được chia sẻ sẽ cố gắng hơn trong cuộc sống. Từ đây, tấm lòng từ thiện sẽ được nhân rộng hơn nữa để các món quà sẽ đến với nhiều người nghèo khó ở nhiều vùng miền khác nhau. Sáng ngày 31 tháng 1 năm 2015, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc, tập đoàn Viễn thông Quân đội chi nhánh Viettel Thanh Hóa đã phối hợp với Hội khuyến học huyện, Phòng giáo dục huyện tổ chức lễ trao quỹ khuyến học vì em hiếu học cho 90 em học sinh nghèo học giỏi thuộc các xã khó khăn của huyện. Dự tại buổi lễ có đồng chí Phạm Hồng Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Bùi Văn Phương, Giám đốc chi nhánh Viettel Thanh Hóa tại huyện Ngọc Lặc. Chương trình vì em hiếu học với sự tham gia của 4 tổ chức: Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam được kéo dài trong 10 năm. Năm 2015 là năm đầu tiên chương trình được triển khai và Viettel cam kết trao 26.000 suất học bổng với tổng trị giá 26 tỷ đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học trên toàn quốc. Với thông điệp, khi chiều ước mơ nhỏ cần một nghĩa cử lớn, chương trình khuyến học vì em hiếu học không chỉ hiện thực hóa hàng chục nghìn ước mơ nhỏ của các em học sinh hiếu học, mà còn kêu gọi cộng đồng, tổ chức, cá nhân cùng chung tay tiếp sức cho hàng triệu giấc mơ hiếu học khác trên toàn quốc. Chương trình được triển khai xuống tận cấp xã, trong đó ưu tiên 2.331 xã nghèo theo chương trình 135 và 311 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển. Mỗi xã có 10 em nhỏ gia đình nghèo học giỏi sẽ được chọn để trao học bổng hàng năm, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Số tiền này sẽ được quy đổi sang dụng cụ học tập hoặc phương tiện đến trường cho các em. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Hồng Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cảm ơn sự quan tâm sẻ chia của Tập đoàn Viễn thông Quân đội đã trao học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học của huyện Ngọc Lặc. Đồng chí mong muốn những món quà ý nghĩa này sẽ còn được tiếp tục và sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em hiếu học có điều kiện học tập vươn lên trong cuộc sống. Tại buổi lễ trao học bổng, đồng chí Phạm Hồng Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Bùi Văn Phương, Giám đốc chi nhánh Viettel Thanh Hóa tại Ngọc Lặc, bà Lê Thị Hậu, nhà giáo ưu tú, Chủ tịch Hội khuyến học huyện, đã trao 90 suất học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi của các xã Lộc Thịnh, Minh Tiến, Mỹ Tân, Ngọc Sơn, Phúc Thịnh, Phùng Giáo, Thạch Lập, Thúy Sơn và Vân Am.
Ngay sau khi hay tin về vụ hỏa hoạn xảy ra tại thôn Ngọc Lan, xã Ngọc Khê, làm thiêu trụi toàn bộ căn nhà của gia đình ông Phạm Minh Nhân, sáng ngày 1 tháng 2 năm 2015, đồng chí Phạm Hùng Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cùng đại diện Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ huyện và lãnh đạo xã Ngọc Khê đến thăm động viên gia đình bị nạn. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn được xác định là vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 31 tháng 1 năm 2015, gia đình ông Nhân nhóm lửa hong sắn ở dưới gầm nhà sàn. Mặc dù vụ cháy xảy ra vào thời điểm ban ngày và được bà con xung quanh nhiệt tình cứu chữa, nhưng do vật liệu của ngôi nhà được làm bằng gỗ luồng nên ngọn lửa bốc nhanh và cháy lớn. Trong chốc lát, toàn bộ ngôi nhà cùng tài sản bên trong bị thiêu trụi. Thay mặt cho huyện, đồng chí Phạm Hùng Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã thăm hỏi động viên trao 6 triệu đồng, Mặt trận Tổ quốc trao 1 triệu đồng, Hội chữ thập đỏ huyện trao 1 triệu và xã Ngọc Khê trao 2 triệu đồng giúp gia đình phần nào vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và nhất là Tết Nguyên đán đang đến gần. Thực hiện kế hoạch số 02 KHBCD ngày 3 tháng 12 năm 2014 về kế hoạch kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Ngày 31 tháng 1 năm 2015, Đoàn Kiểm tra Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm huyện và Đội Quản lý Thị trường số 7 Ngọc Lặc đã kiểm tra tại chợ Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc, phát hiện bà Lưu Thị Thủy, địa chỉ xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, đang bán 110 kg nội tạng động vật sống không rõ nguồn gốc tại chợ Ngọc Khê thuộc xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc. Qua kiểm tra, số nội tạng nói trên đã bốc mùi hôi thối, biến đổi màu sắc, không có giấy chứng nhận kiểm định động vật, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đoàn Kiểm tra Liên ngành đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính. Đội Quản lý Thị trường số 7 Ngọc Lặc đã xử phạt hành chính 3.630.000 đồng đối với bà Thủy và buộc tiêu hủy toàn bộ số nội tạng động vật không đảm bảo an toàn thực phẩm trên. Trị giá hàng tiêu hủy là 3.300.000 đồng. Đây là hành vi mang tính vụ lợi cá nhân cao vì lợi nhuận đã bất chấp sức khỏe người tiêu dùng để buôn bán vận chuyển thực phẩm không đảm bảo chất lượng ra thị trường. Các thực phẩm này sau khi ra thị trường đã được các đối tượng biến hóa thành thực phẩm tươi ngon đánh lừa người tiêu dùng và nguy cơ gây tổn hại cho sức khỏe con người là khôn lường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ngọc Lặc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.